Xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi68 TV. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong tuần này thì chúng ta đã có một số tin tức tích cực đối với thị trường crypto. Ví dụ như là thông tin MicroStrategy mua 147 triệu USD Bitcoin, hay là thông tin Celestia công bố airdrop. Tuy nhiên thì cũng có khá thông tin xấu như là việc SEC trì hoãn ETF Bitcoin hay là Ethereum, hoặc là tin Binance rời khỏi thị trường Nga. Anh em hãy cùng Irene tìm hiểu về những tin tức này trong số tiếp theo của series tuần qua có gì nhá. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để không bỏ lỡ những video mới nhất của tụi mình nhá. Ok, hãy cùng vào bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Thông tin đầu tiên đó chính là MicroStrategy mua 147 triệu đô la Mỹ Bitcoin. Theo thông báo mới nhất vào ngày 25 tháng 9 vừa qua thì công ty MicroStrategy của tỷ phú Michael Saylor đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin mới nhất với trị giá lên đến 9 chữ số. Cụ thể thì MicroStrategy đã bỏ ra 147,3 triệu đô la Mỹ để mua 5.445 Bitcoin với giá mua trung bình là 27.050 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Đây là lần mua Bitcoin thứ 5 của MicroStrategy trong năm nay, sau các dịp vào tháng 3 150 triệu đô la Mỹ, tháng 4 mua thêm 29,3 triệu đô, tháng 6 là thêm 347 triệu đô và mới nhất vào tháng 7 là mua 14,4 triệu đô la Mỹ với giá trị tổng cộng lên đến hơn 682 triệu đô. Lịch sử mua Bitcoin của MicroStrategy thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi. Trong hồ sơ nộp lên SEC vào đầu tháng 8 vừa qua thì MicroStrategy đã tiết lộ chào bán 750 triệu đô trái phiếu, sau đó là sử dụng lượng tiền huy động được để tiếp tục mua Bitcoin. Bitcoin trong ngày 25 tháng 9 thì đang có dấu hiệu tiếp tục suy giảm khi mà áp sát ngưỡng kháng cự là 26.000 đô. Tin tức MicroStrategy mua lượng lớn Bitcoin thì không khiến giá Bitcoin có nhiều biến chuyển. Tính theo giá Bitcoin ở thời điểm quay video này thì toàn danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy hiện đang lỗ gần 12%. Tức là MicroStrategy đang đu đỉnh Bitcoin. Thông tin thứ hai là SEC tiếp tục trì hoãn đề xuất ETF Bitcoin và Ethereum của các ông lớn phố Wall. Danh sách các đề xuất ETF Bitcoin Spot bị SEC rời thời hạn xem xét vào sáng ngày 29 tháng 9 của BlackRock, Valkyrie, Invesco và BitOne tiếp tục bị trì hoãn. Đây là các ông lớn phố Wall đã nộp đơn đăng ký lập quỹ ETF Bitcoin Spot lên SEC vào cuối tháng 6 vừa qua và đồng loạt bị Ủy ban chứng khoán rời hạn xem xét đến đầu tháng 9 này. Như vậy thì chỉ còn 3 trong tổng số 7 đề xuất đến từ Fidelity, Wisdom Tree và VanEck là chưa được SEC động đến. Xong, nhiều chuyên gia phân tích nhận định là khả năng cao những quỹ này cũng sẽ bị SEC đình chỉ trong thời gian tới. Có thể thấy là Ủy ban chứng khoán Mỹ thì đang có những hành động quyết liệt đối với loạt đề xuất ETF Bitcoin Spot trên, khi phải đến giữa tháng 10 mới là hạn chót xét duyệt tiếp theo. Như vậy thì các mốc thời gian kế đến để SEC đưa ra quyết định sẽ là vào giữa tháng 1 và giữa tháng 3 của năm 2024. Tương tự như ETF Bitcoin thì SEC cũng chọn trì hoãn hai đề xuất ETF Ethereum Spot từ các ông lớn phố Wall. Trong phán quyết mới nhất vào rạng sáng ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam thì Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ SEC đã thông báo trì hoãn ra quyết định đối với hai đề xuất ETF Ethereum Spot từ ARK Invest và VanEck. Hạn chót mới được SEC rời về đó chính là ngày 26 tháng 12. Tuy nhiên, anh em biết điều gì không? Điều kỳ lạ ở đây đó chính là SEC đã chọn trì hoãn hai đề xuất ETF Ethereum Spot chỉ chưa đến một tháng sau khi chúng nhận được công bố, thay vì chờ đến thời hạn là 45 ngày như thường lệ. Các nhà phân tích ETF của Bloomberg thì nhận định rằng khả năng cao là SEC sẽ chấp nhận cho ETF Ethereum Future trước, với xác suất được phê duyệt trong tháng 10 lên đến 90%. Trong thời hạn xem xét thì SEC cũng đã cho dư luận Mỹ thời gian để gửi ý kiến đóng góp về việc liệu các đề xuất ETF Bitcoin Spot đã có đủ cơ chế để ngăn tình trạng gian lận và thao túng thị trường liên quan đến Bitcoin hay chưa. Ngoài ra thì SEC cũng muốn biết thêm quan điểm của giới đầu tư về việc các ông lớn phố Wall đều chọn sàn Coinbase để làm đơn vị lưu ký và giám sát giao dịch, trong bối cảnh nền tảng này thì đang bị SEC kiện với cáo buộc là niêm yết chứng khoán. Cũng trong tuần này thì SEC đã ra quyết định trì hoãn loạt đề xuất ETF Bitcoin Spot của ARK Invest và Global X
cũng như là ETF Ethereum Spot của ARK Invest và VanEck. Ở chiều ngược lại, Ủy ban Chứng khoán Mỹ thì lại có vẻ bật đèn xanh cho ETF Ethereum Future của VanEck khi mà quỹ này dục dịch chuẩn bị ra mắt. Chủ tịch SEC thì đang chịu nhiều áp lực từ phía cơ quan chính quyền Mỹ về chính sách đàn áp ngành tiền mã hóa trong năm 2023, cũng như là quan điểm nói không với ETF Bitcoin Spot. Trong phiên điều trần trước Hạ viện vào ngày 28 tháng 9 thì ông Gensler đã bị nhiều nghị sĩ chất vấn về những câu hỏi trên. Giá Bitcoin thì không có nhiều phản ứng tiêu cực trước những thông tin là SEC đang trì hoãn lần 2 về các đề xuất ETF Bitcoin hay là Ethereum của giới phố Wall. Bitcoin vào tối ngày 28 tháng 9 thì đã có nhịp tăng bật mạnh lên 27.308 USD, ngưỡng giá cao nhất kể từ ngày 19 tháng 9. Rạng sáng vào ngày 30 tháng 9 thì SEC tiếp tục ra thông báo trì hoãn các đề xuất ETF Bitcoin Spot của Fidelity và WisdomTree. Điều kỳ lạ là Ủy ban Chứng khoán vẫn chưa đả động gì đến đề xuất của VanEck dù đã nộp đơn chung với các ông lớn phố Wall khác. Tin tức tiếp theo là Binance rời khỏi thị trường Nga và các lùm xùm về nền tảng tiếp quản là COMEX. Chiều ngày 27 tháng 9 thì Binance đã thông báo việc rời khỏi thị trường Nga thông qua một thỏa thuận ký kết bán toàn bộ hoạt động của họ cho một sàn giao dịch địa phương là COMEX nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật tài sản cho người dùng Nga, thì quá trình chuyển giao sẽ có thể kéo dài lên đến hơn một năm. Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thì cho biết sẽ có quy định chuyển giao rõ ràng trong thời gian tới. Theo thông cáo thì kế hoạch ban đầu của họ sẽ bao gồm: thứ nhất là Binance và COMEX sẽ cùng đưa ra thông báo hướng dẫn người dùng cách chuyển đổi tài sản của họ sang sàn mới. Thứ hai là những người dùng khi mới đăng ký sử dụng dịch vụ của Binance tại Nga sẽ được nền tảng chuyển hướng ngay lập tức sang sàn mới là COMEX, và điều này thì sẽ dần sẽ tăng lên theo thời gian. Sau đó vài tháng thì Binance sẽ dừng toàn bộ giao dịch và hoạt động tại Nga. Mặc dù chi tiết về thỏa thuận bán chi nhánh tại Nga của Binance cho COMEX thì chưa được tiết lộ, thế nhưng theo một tuyên bố của Binance thì đây là một hành động bán mình để rời khỏi thị trường Nga. Vì vậy họ sẽ không nhận được sự chia sẻ doanh thu nào, đồng thời thì sẽ không sở hữu bất kỳ quyền mua lại cổ phần nào trong đó. Động thái này thì là lời lý giải cho việc hai quản lý cấp cao của Nga tại Binance từ chức vào tháng 9 năm 2023. Trước đó thì Binance cũng đã cân nhắc rút khỏi thị trường Nga vì vi phạm luật cấm vận của Mỹ khi mà họ bị cáo buộc là tiếp tay giúp cho ít nhất 5 ngân hàng của Nga đang nằm trong danh sách bị phương Tây trừng phạt. Vào tháng 4 năm 2022 thì Binance cũng đã đóng hàng loạt tài khoản người dùng có liên hệ với giới chức Nga, đồng thời thì hạn chế dịch vụ lên người dùng mang quốc tịch Nga, cá nhân hay là tổ chức đang cư trú và đăng ký hoạt động trên địa bàn mà sở hữu tài sản tiền mã hóa trên 10.000 euro. Nga thì vẫn đang bị các nước phương Tây cô lập, tẩy chay vì cuộc xung đột tại Ukraine. Kể từ đó thì quốc gia này đã tìm đến crypto để tránh lệnh trừng phạt. Xong, lập trường đối với tiền mã hóa đây thì cũng chưa rõ ràng. Một mặt thì Tổng thống Putin đã ký luật cấm thanh toán crypto, mặt khác thì lại thừa nhận giá trị của Bitcoin, ủng hộ ngành đào coin và kêu gọi thành lập hệ thống thanh toán quốc tế blockchain. Những sự kỳ lạ này xoay quanh cái tên COMEX. Ngoài việc Binance rời khỏi thị trường Nga thì chúng ta còn thấy được những sự kỳ lạ xoay quanh cái tên COMEX. Cộng đồng các nhà đầu tư thì vẫn đang đặt quan ngại về tên tuổi của nhà giao dịch địa phương mang tên là COMEX. Báo cáo từ Google Blockchain thì cho biết COMEX là một cái tên hoàn toàn vừa mới mà vừa lạ. Mới ở đây là vì trigger của sàn mới có 255 người theo dõi và họ thì chỉ mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26 tháng 9 năm 2023, tức là chỉ trước thông báo bán lại một ngày. Còn lạ ở đây là vì Binance vốn nổi tiếng uy tín với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và độ bảo mật hàng đầu, vậy mà lại sẵn sàng bán mình cho một sàn giao dịch với tuổi đời chỉ với hơn một ngày tuổi. Điều đáng nói nữa ở đây đó chính là đoạn tweet xác nhận việc bán lại của vị CEO Binance Chang Pengzhao lại là CZ. Ông ấy cho biết là những người nắm giữ BNB sẽ được tận hưởng quyền lợi giảm 25% phí giao dịch ở trên COMEX. Thông tin ở trên trang CoinMarketCap thì COMEX tự giới thiệu mình là một sàn giao dịch tiền mã hóa đang mở rộng quy mô nhanh chóng, cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm là Spot, Future, Simple Future và dịch vụ P2P để tham gia vào thế giới tiền mã hóa. Ngoài ra thì họ còn được hỗ trợ bởi các VC tiền mã hóa hàng đầu, nhưng lại không hề nêu rõ các quỹ đầu tư đứng sau. Sau khi đã cùng tìm hiểu và mổ xẻ những tin tức chính ở trong tuần, anh em hãy cùng Irene điểm qua một vài tin vắn đáng chú ý trong tuần. Tin vắn đầu tiên đó chính là Misin bị tấn công và thiệt hại hơn 200 triệu đô. CEO thì khẳng định một nửa tài sản của người dùng thì không bị ảnh hưởng. Sự cố trên thì xảy ra vào ngày 23 tháng 9 và được công bố vào ngày 25 tháng 9 bởi đơn vị bảo mật
thuật là slow mint. Bitcoin thì đã tạm dừng các hoạt động nạp rút để bảo vệ tài sản của người dùng và dự kiến sẽ tiếp tục sau khi mà họ đã kiểm tra và vá hết tất cả các lỗ hổng bảo mật. Theo lời của nhà sáng lập Bitcoin thì khoảng một nửa tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng bởi vụ hack trên. Dự án thì đang xem xét việc phát hành token trái phiếu để bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng. Giá token của Bitcoin thì đã giảm gần 7% sau khi tin tức về vụ tấn công được lan truyền. Nếu thiệt hại 200 triệu đô như được xác nhận thì đây chính là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong ngành tiền mã hóa trong năm 2023. Tiếp theo thì vẫn là một tin tức bị hack, lần này thì là Huobi hay là HTX đã bị tấn công, cuộn mất 7,9 triệu đô. Ví nóng của sàn giao dịch Huobi, nay là HTX thì đã bị hack với số tiền ước tính ban đầu là khoảng 7,9 triệu đô. Sự việc này thì được báo cáo vào tối ngày 25 tháng 9 năm 2023 bởi đơn vị bảo mật là CyberAlert. Hacker thì đã chuyển 5.000 Ethereum từ ví nóng của HTX Global, sau đó chuyển 1.000 Ethereum đến địa chỉ khác để tẩu tán tài sản. HTX Global thì đã liên hệ với hacker thông qua Etherscan, yêu cầu hoàn trả tiền trước ngày 2 tháng 10 năm 2023 và cam kết trao thưởng 5% trên tổng số tiền bị cưỡng. Cố vấn của HTX Global là Justin Sun thì xác nhận thông tin và hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bị mất khi mà vấn đề được giải quyết. HTX Global thì cũng đưa ra thời hạn 7 ngày cho hacker để trả lại tiền, kèm theo mức thưởng là 400.000 đô la Mỹ và mời làm cố vấn bảo mật. Còn nếu hacker không đồng ý thì sàn sẽ báo cáo lại vụ việc trên cho cảnh sát. Đây không chỉ là sự cố đáng chú ý mà còn là một trong những chuỗi vụ hack tiền mã hóa trong tháng 9 năm 2023 làm ảnh hưởng đến rất nhiều các sàn giao dịch và những người nổi tiếng ở trong lĩnh vực tiền mã hóa. Tin tức tiếp theo là Celestia công bố airdrop token Tia. Mới đây thì dự án blockchain Celestia đã công bố một đợt airdrop token Tia trị giá 60 triệu đô la Mỹ vào tối ngày 26 tháng 9. Airdrop này thì dành cho 7.579 lập trình viên cũng như là những người đóng góp vào public goods và hạ tầng chính của Ethereum Research. Ngoài ra thì có những địa chỉ ví on-chain tích cực của Ethereum Rollups cũng như là Staker và IBC Relayers của Cosmos Hub và Osmosis. Tổng cung token của Tia thì sẽ là 1 tỷ và 60% tổng cung đó là 60 triệu Tia thì được phân bổ cho airdrop Genesis lần này. Thời điểm nhận token sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 10 năm 2023. Token Tia sẽ có nhiều công dụng bao gồm như là trả phí cho Block Space, khởi động các bản rollup mới, staking và quản lý mạng lưới. Celestia thì được thành lập vào năm 2019 và được chọn là mô hình blockchain modular để giải quyết các thách thức trong việc triển khai và mở rộng quy trình blockchain. Đến tháng 10 năm 2022 thì dự án này đã được định giá hơn 1 tỷ đô sau vòng gọi vốn 55 triệu đô dẫn đầu bởi các quỹ như là Bain Capital, Crypto, Polychain Capital. Đáng chú ý là Celestia đã chặn người dùng Mỹ và người sử dụng VPN để tránh các vấn đề pháp lý với chính phủ Hoa Kỳ. Và tin tức cuối cùng đó chính là tỷ giá Bitcoin trên USDT đã chia 10, chỉ còn 2.700 đô ở trên Binance Future. Lý do tại sao cặp Bitcoin trên USDT lại chia 10, chỉ còn 2.700 đô trên Binance Future? Chiều ngày 29 tháng 9 vừa qua thì cộng đồng đã vô cùng hoang mang khi mà thấy giá Bitcoin giảm về chỉ còn 1 phần 10, tức là khoảng 2.700 đô ở trên Binance Future. Tuy nhiên thì mọi người không nên hoảng loạn vì đây chỉ là một lỗi hiển thị từ phía sàn. Trên thực tế thì giá Bitcoin vẫn đang dao động quanh mốc là 27.000 đô la Mỹ. CEO của Binance là CZ thì đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ ở trên X hay là Twitter rằng đã có lỗi hiển thị của chart cặp BTC trên USDT ở Binance Future. Chỉ có lỗi ở giao diện người dùng là UI chứ dữ liệu KLine thông qua API thì vẫn hoạt động bình thường. Vài phút sau thì CZ lại tiếp tục nhấn mạnh đây chỉ là lỗi hiển thị chứ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao dịch của người dùng. Binance thì cũng đã tìm được gốc rễ vấn đề và đang tiến hành khắc phục sự cố. Nhìn chung thì chỉ có phần hiển thị bị lỗ chứ chưa ghi nhận ảnh hưởng gì đến các vị thế long short của người dùng trên sàn. Vì vậy cho nên là anh em hoàn toàn có thể an tâm về vấn đề này. Vậy là vừa rồi Irene và anh em đã cùng điểm qua những tin tức quan trọng về thị trường crypto và blockchain trong tuần vừa qua cùng với series tuần qua có gì. Anh em nghĩ ra về những thông tin này và hãy cùng để lại suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!